Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong chuyên cổ video này thì em xin phép giới thiệu cho anh chị về một dòng xe huyền thoại là Toyota Fortuner bản Legender 2 cầu số tự động. Thì cho thời điểm tháng 4 này thì em xin phép là báo anh chị về giới thiệu qua về xe, thông báo về giá bán cũng như là về một số thông tin về xe. Thời điểm hiện tại thì là tháng 4, cũng gần đến cái thời hạn giảm thuế trước bạ là hết tháng 5. Thì Toyota Fortuner là một trong những dòng xe được hưởng lợi khá lớn từ cái chính sách giảm thuế từ nhà nước này. Thì anh chị tiết kiệm đến hơn 70 triệu đồng tiền thuế cho phiên bản 2 cầu này. Thì trong khuôn khổ này em sẽ phép là giới thiệu luôn về các dòng xe của Toyota Fortuner và cái giá bán của tháng 4 hiện tại. Fortuner thì trong khuôn khổ video này em xin phép là giới thiệu về 5 phiên bản máy dầu thôi, bởi vì là có 2 phiên bản số máy xăng thì nó không nằm trong khuôn khổ giảm thuế nên em sẽ không đề cập vào cái video này. Fortuner máy dầu thì được lắp ráp ở Việt Nam mới có 5 phiên bản, là một phiên bản số sàn, một cầu và 4 phiên bản số tự động. Trong đó thì giá lần lượt của các phiên bản là phiên bản số sàn có sẽ niêm yết là 995 triệu. Và nếu mà tất cả cái giá báo thì em sẽ báo là giá niêm yết. Và nếu mà anh chị chọn màu trắng ngọc trai thì vui lòng cộng cho em thêm 8 triệu. Thì nó là cái truyền thống của màu sơn xe Toyota rồi. Thì bản máy dầu một cầu số sàn sẽ được giá niêm yết là 995 triệu. Và sẽ được giảm số cái gói phụ kiện là tặng một gói phụ kiện 15 triệu. Và giảm cho anh chị 10 triệu đồng tiền mặt. Tùy theo có phụ kiện thì có thể quy đổi một chút sang tiền sang tiền mặt thì tùy theo cái nhu cầu của anh chị thôi. Phiên bản thứ hai là phiên bản một cầu số tự động. Thì bản thường thì có giá niêm yết là 1.080 triệu. Phiên bản hiện tại thì em đang bán nguyên giá. Phiên bản thứ hai là phiên bản thứ ba là phiên bản một cầu số tự động máy dầu và phiên bản Legender, phiên bản thể thao thì nó cũng có ngoại hình giống như chiếc đang ở trước mắt chúng ta đây. Thì giá niêm yết sẽ là 1.195 triệu. Và cái hiện tại thì em cũng đang bán nguyên giá thời điểm tháng 4 này. Và chiếc xe tiếp theo là chiếc xe 2 cầu số tự động và phiên bản thường thì có giá niêm yết là 1.388 triệu. Tuy nhiên là phiên bản này thì nó ít về đấy, nên em hiện tại cũng đang bán nguyên giá, bởi vì là cái phiên bản này và phiên bản hai cầu số tự động máy dầu bản thường và bản Legender chênh nhau có 40 triệu thôi, nên là thường là anh em sẽ chọn cái phiên bản Legender trước mặt chúng ta đây, cái bề ngoài nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Và phiên bản cao nhất là phiên bản trước mặt chúng ta đây, hai cầu số tự động máy dầu bản Legender là 1.426 triệu. Hiện tại thì với phiên bản cao nhất này thì bên em đang giảm anh chị là 7 triệu tiền mặt và tặng anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Xe thì đa số bên em sẽ vẫn còn trong tháng 4 và sang tháng 5. Nếu anh chị nào cần cái lịch xe chính xác cũng như là cần cái lịch xe về màu sắc phiên bản và lịch xe chính xác thì có điện giúp em sẽ báo giá, báo lịch xe cho anh chị. Và ngoài ra thì Fortuner cũng giống như các dòng xe khác đều được hỗ trợ cái chi phí trước bạ. Và ngoài ra thì bên em đang hỗ trợ dòng xe này là trả góp tối đa là 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 7 năm thì theo cái nhu cầu tài chính của anh chị. Thì anh chị có cái tình hình tài chính như nào thì liên hệ cho em qua số hotline thì em sẽ báo tư vấn cho anh chị cái gói vay làm sao phù hợp nhất. Vâng, trong con cổ video nhanh như này thì em sẽ phép là giới thiệu về sơ bộ chiếc xe Toyota Fortuner và cũng tình hình về xe cũng như là cái thời điểm nó cũng gần hết thuế rồi đấy, cái lượng xe nó cũng không còn nhiều, tất cả các hãng đều vậy. Nên là anh chị nào có nhu cầu tham khảo xe hay là lấy xe Fortuner thì liên hệ cho em qua số hotline, em sẽ tư vấn cho anh chị nó được cụ thể hơn. Nhất là trong cái thời điểm nhạy cảm này thì giá xe thay đổi liên tục anh chị ạ. Vâng, xin phép chào anh chị và hẹn anh chị ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.